Kính chào quý ông bà và anh chị em thân mến, xin kính chào quý ông bà và anh chị em trong Chúa Kitô. Một lần nữa xin phép hỏi thăm về sức khỏe của quý ông bà và anh chị em. Quý ông bà và anh chị em có khỏe không? Gia đình có bình an và ổn định không? Hy vọng quý ông bà và anh chị em vẫn khỏe mạnh và gia đình ổn định. Hôm nay là thứ năm, ngày 21 tháng 5 năm 2020. Tôi đang đứng trước cửa văn phòng của giáo xứ mà nay đã đóng cửa được 9 tuần rồi. Sau khi lệnh cách xa xã hội, social distancing và cấm túc tại gia, stay home được phát hành. Trước hết, xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em rất nhiều đang tiếp tục cầu nguyện cho cơn đại dịch virus corona mau hết. Và cảm ơn quý ông bà và anh chị em tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp tài chánh cho giáo xứ mỗi tuần trong thời đại khó khăn này. Tôi biết mọi người và mọi gia đình cũng đang trải qua nhiều khó khăn trong thời gian này. Tuy nhiên, quý vị không ngừng ủng hộ và đóng góp cho giáo xứ, xin thành thật cảm ơn quý ông bà anh chị em rất nhiều. Nếu quý vị muốn ghé tới giáo xứ để đóng góp, xin quý vị tới trước cửa văn phòng ở đây và bỏ phong bì vào cái lỗ này của văn phòng giáo xứ đây. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em rất nhiều. Ngày 13 tháng 5 vừa qua, cộng đoàn chúng ta đã bắt đầu tụ tập lại với nhau với sự chế hạn người tham dự trước đài Đức Mẹ, sau nhà xứ để đọc kinh lần chuỗi Mân Côi vào ngày thứ 13 mỗi tháng cho đến tháng 10 để mừng kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917. Cộng đoàn chúng ta tụ tập lại với nhau đọc kinh lần chuỗi Mân Côi năm nay có ý nghĩa sâu sắc hơn vì loài người chúng ta đang cần Đức Mẹ Maria can thiệp với Đức Kitô đấng cứu thế của trần gian cứu giúp và cứu chữa loài người chúng ta khỏi cơn đại dịch virus corona. Thiên Chúa ban cho chúng ta Đức Mẹ Maria, một người mẹ thánh thiện, hiền lành và yêu thương vô cùng, để chúng ta có cơ hội chạy đến mẹ xin cứu giúp chúng ta khi chúng ta bị đau thương và khi chúng ta không biết chạy đến với ai để cứu giúp chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở chúng ta hãy luôn cầu nguyện vì cầu nguyện là sức mạnh đầu tiên của hy vọng. Khi cầu nguyện, hy vọng gia tăng và chúng ta tiến bước. Cầu nguyện mở ra cánh cửa hy vọng. Hy vọng có đó, nhưng khi cầu nguyện chúng ta mở cánh cửa của hy vọng, bởi vì những người cầu nguyện bảo vệ những chân lý cơ bản và họ là những người lặp lại trước hết là cho chính họ và sau đó là cho tất cả những người khác, bất chấp mọi vất vả và thử thách, bất chấp những ngày khó khăn, cuộc sống ngày tràn đầy ân sủng và làm họ kinh ngạc. Và như vậy nó phải luôn được bảo vệ và gìn giữ. Những người nào cầu nguyện biết rằng hy vọng mạnh mẽ hơn sự nạn lòng, họ tin rằng tình yêu mạnh hơn sự chết và chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ chiến thắng. Ngay cả khi trong những thời điểm và cách thế mà chúng ta biết, những người nào cầu nguyện mang ánh sáng phản chiếu trên gương mặt họ, bởi vì ngay cả trong những ngày u tối mặt trời không ngừng chiếu sáng họ. Cầu nguyện chiếu sáng tâm hồn chúng ta, trái tim và gương mặt của chúng ta ngay cả những lúc tăm tối, ngay cả trong thời gian đau khổ nhất. Cầu nguyện hàng ngày giúp chúng ta ở gần với Chúa nhiều hơn
và giúp chúng ta kiên nhẫn chờ đợi Chúa trả lời cho chúng ta. Vậy xin mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta đừng bao giờ quên chạy đến Đức Mẹ Maria cầu nguyện qua kinh lần chùa ấy Mân Côi, cho loài người chúng ta được mau cứu thoát khỏi cơn đại dịch virus corona, để chúng ta được trở lại thánh đường tham dự thánh lễ. Hy vọng không còn bao lâu nữa quý ông bà và anh chị em sẽ được trở lại tham dự thánh lễ và các bí tích. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu giúp nguyện thay của Đức Mẹ Maria ban cho chúng ta quý ông bà và anh chị em mọi ơn lành và hy vọng để sáng danh của Chúa được làm chứng nhân qua những hành động và những lời cầu nguyện của quý ông bà và anh chị em. Xin kính chào quý ông bà và anh chị em.